Rồi, hello, em xin chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Thì như lời đã hứa với quý anh em là chiều nay em sẽ lên sóng rã với anh em cái con quay Thái 110 đời 99. Con này là em mua một cặp chung với con MTE 99 xanh ngọc ở trong nhà đó anh em. Thì con xanh ngọc thì trước sau em cũng rã với anh em thôi, nhưng mà từ từ anh em, tại hai ba bữa nay thì em rã xe tầm trung với anh em không à, nay em xen vào con này. Thì nói chung xe này thì tình trạng thì anh em biết rồi, xe mua trên trăm mà thì tình trạng là xe thì đầu nồi máy thì đầu nồi nguyên zin, xe đủ đồ đẹp tất cả, nói chung là xe này không có lỗi món nào chứ, đồ đẹp hết trơn. Thì giá thì bây giờ xe 110 giờ mình cũng không biết nói với anh em sao là mắc sao là rẻ nữa, tại vì 110 giờ nó thuộc dạng vô nó nếu mà xe zin đó nha, nếu mà xe zin nó chỉ xe dọn mình không nói, nếu mà thuộc như xe zin mộc như vậy nè thì nó thuộc dạng vô dòng xe cổ rồi, xe cổ thì dạng xe sưu tầm, giá trị thì nó vô vàng, tùy theo chất xe mà định giá. Thì xe mình mua mắc mình bán mắc, mua rẻ mình bán rẻ, mong anh em thông cảm. Con đi qua đi, có đi qua đi, đi có đi qua không, đi đi. Rồi thì mình cũng xin được lên sóng báo giá đồ món phụ tùng với quý anh em và mong được sự ủng hộ của quý anh em. Thì đáng lý ra mình tháo hết áo luôn á, tại vì mình muốn để cái hình cho anh em nhìn xương xương cho nó hấp dẫn, chứ tháo hết áo ra thì nhìn nó chụi lũi trong xe nó cũng không có hay đó, bẩn nó mình bỏ riêng đó. Thì bộ áo này thì mình cũng áo này mình cũng hứa mình cũng có bán cho khách rồi ha anh em ha, mà cho nên là mình chỉ quay xương ngang cho anh em giao lưu cho anh em chơi thôi, chứ cũng không có quay chi tiết cận cảnh, mong anh em thông cảm. Với lại những anh em nào có dặn đồ gì trên con xe này, nếu thấy video này thì liên hệ lại cho em, tại vì anh em cũng gọi hỏi em nhiều lắm trong cái con xe 99 này nè. Thì anh em mong anh em cũng thông cảm, tại vì do thí dụ như trên một con xe đi nó có một cây cần số cọp một, mà trong khi đó hai ba anh em dặn cái cây cản thì có một cây một, trên con xe mỗi món thì có một, mà anh em nhiều anh em dặn thì nó cũng khó lòng quá. Bây giờ mà anh em kêu em điện cho anh em này thì anh em khác cũng buồn, thôi thì bây giờ mình hữu duyên đi, ai thấy trước thì mình alo em trước, mình chốt trước vậy đi ha. Rồi thì mình cũng xin đi vào báo giá chi tiết luôn đó. Dàn áo thì mình xin không báo giá, để mà mình bán cho người ta rồi thì không cần báo giá nữa làm chi, để mất công nhiều anh em tránh mất thời gian của anh em, mình chỉ quay xương thôi. Xe này là mộc nguyên con, sơn zin tem zin không qua dặm tốt 99. Xe này đầu số máy là 800 đó, nó dạng như cuối 99 đó, nhưng mà xe nó chưa có qua 2000 nha. Xe này gặt ghi đồ 99 hết, chỉ có một cái là nó lọt vô bách lồng 2000 thôi, bách lồng nó chưa tháo ra khỏi máy luôn á. Tình trạng xe là hồ sơ cầm tay, hồ sơ cầm tay đó, đây mình chỉ che mấy cái mọc đỏ thôi, còn như là mình không có che chi đâu, nói chung là mình che mọc đỏ đi tránh ảnh hưởng tới kênh YouTube của mình thôi. Đây hồ sơ cầm tay nha anh em, nhãn hiệu quay số loại là Honda đó, đúng nhãn hiệu nha, NF110 ME là thắng đùm á, 800 5545 đó, số khung số máy 800 5545. Rồi giờ vô số khung số máy trước, hồ sơ cầm tay nha, và có cả phiếu xuất xưởng nha anh em. Đây hồ sơ cầm tay và có cả phiếu xuất xưởng, mình che mộc đỏ lại không có gì trơn á. Đây nè, tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu, ở đây là có chữ ký và mộc đỏ của trưởng công an thành phố tỉnh Hà Giang ha anh em. Phó trưởng công an thành phố tỉnh Hà Giang, thì đây là có xuất xưởng đàng hoàng đó. Thì chỉ có duy nhất cái bộ giấy của con xe này thắng đùm là mình bán 8 triệu thôi, tại vì con xe này sườn nó quá cọp, và cái thứ hai nữa con xe này mình mua mắc tiền cao tiền quá, thì mong anh em thông cảm giúp mình đó. Con xe này là không lai một món đồ, dù cái da yên này vẫn còn zin theo xe luôn, đúng yên 99 cọp, mình có thể gọi con xe này là con xe cọp vẫn được. Vẫn gọi là con xe cọp vẫn được. Tầm xe này thì mình nói thẳng với anh em luôn, hiếm lắm, hiếm lắm đó. Tầm xe này thì mình nói thẳng với anh em rất là hiếm rồi đó. Xe này mình không trẻ máy nha anh em, một là mình bán cục máy mình lấy lại lốc số và mình hỗ trợ sàn lốc cho anh em. Thì trước mắt là mình có một ông anh, thì ảnh đã dặn mình trước cục máy này,
Nhưng mà nếu như ảnh không lấy thì mình sẽ bán nhường lại cho anh em khác. Máy 99 anh em nhìn đi không nổi đâu, mách lòng nữa nè. Tới cả ốc số 8 vẫn vàng vẫn đẹp nha anh em. Ốc đầu nữa nè, ốc đầu nó là vàng cháy luôn nha anh em nha. Ốc treo ba treo lồng, ốc ba ốc treo máy nè. Hết hồn luôn. Nắp lửa nè, cái nắp lửa này bữa hổm chưa có nổ, bị nổ đâu, bữa nay tiếc cái bị nổ nhẹ uổng thiệt luôn á. Nắp lửa sân zin đẹp lắm, lửa kéo lụa anh em nhìn nè, mực rình rạnh luôn ha anh em ha. Rồi ok anh em, sau để gần cuối clip đi mình sẽ test nổ máy cho anh em nghe. Máy thì miễn bàn, xe tập này thì máy miễn bàn anh em ha, chỉ nói về giá thôi chứ đừng có nói về chất. Rồi cục máy này giá nó cũng cao á, xe mình mua cũng cao, mong anh em thông cảm. Ok anh em, thì bây giờ mình cho anh em coi đầu số máy trước, nãy 800-5545 ha. Đây NF110M 800-5545 đó. Hồ sơ lắp giấy, hồ sơ sườn lắp giấy này, hồ sơ cầm tay ha, có phiếu xuất xưởng đầy đủ, em bán 8 triệu nha. 8 triệu làm bao hồ sơ cho anh em, 800-5545 đó, 800-5545. Số máy số khung rõ ràng đó. Rồi bây giờ mình cũng không còn mất thời gian của anh em ha, bộ áo bán rồi thì khỏi quay, bây giờ mình bán nè, vào phần bán hàng của mình nè. Đồng hồ này thì như tồn chuẩn đồng hồ 33.000 ha anh em. Cặp kiến, cặp kiến quay thái 110 đời 99 tháo xe, theo xe luôn á, theo con xe này luôn. Cặp kiến này em bán 2,5 triệu nha. Chân nó xanh nè. Và đặc biệt là nó đúng giá trị nha, mình bán đúng đúng giá trị với chất xe nha anh em. Tán chân kính là đúng 99 luôn nè. Cặp tán chân kính là đúng 99 luôn nè. Thấy không? Có cái khất nè, thấy không? Tán chân kính đúng 99 luôn. Mặt kính thì đẹp miễn bàn, đẹp miễn bàn. Cặp mặt kính này là không lỗi nha. Kính là không lỗi nha anh em. Sững lóng đầu. Hơi thiếu sáng xíu ha. Cặp kính này em bán 2,5 triệu nha anh em. Chân là xanh lè hai bên luôn á. Tán chân kính 99 nè. Cặp kính đúng đời 99 anh em, em bán 2,5 triệu nha anh em. Hiếu bắt đầu mở áo lai rai đi Hiếu. Cho thằng em nó mở áo lai rai luôn anh em ha. Bây giờ em báo giá chi tiết cho anh em. Anh em đợi em xíu mang nghe máy khách cái ha. Rồi thằng em mình nó đang mở cái cặp kính ra luôn nha anh em. Cặp kính thì mình báo giá anh em rồi đó, 2,5 triệu, kính 99, mở xong để lên cái yên luôn nè. Chân là xanh lè xanh lét vậy nè, tán chân kính 99 nè. Siêu hiếm nha, một cặp này là giờ 1,5 triệu một cặp nha, một cặp tán chân kính không á. Cặp kính này em bán 2,5 triệu nha anh em. Anh em có xài liên hệ em. Mở tới đâu em báo giá tới đó cho quý anh em luôn. Xe cao tiền nè, coi chừng đạp miếng yếm của tiếng Anh của tao nha. Nè, bao đẹp. Thân là bao anh em là xanh lè xanh lét, nằm súng nha anh em, tán chân kính 99 ha. Cặp kính này bán 2,5 triệu. Theo xe, cọp. Anh em xài hú em nha, cặp kính em bán 2,5 triệu nha anh em. Bộ đèn thì để đây đi. Bộ đèn tí xíu nó báo giá tới bộ đèn luôn. Cái phần áo này em bán rồi thì em khỏi cần quay lại anh em ha, khỏi cần quay lại tại áo em bán rồi. Ủa, đèn cọp dữ rồi bay. Ủa, đèn 99 mà tới nái luôn ông nội ơi. Cái bóng ghim theo xe mà nó còn sáng trưng, nó chưa miếng gì mà gọi lấy luôn. Trời ơi trời, ghi đông sò khỉ mày tránh ra coi Hiếu. Mở hai ép dai chưa? Ép dai mở rồi luôn hả? Ôi ôi coi nè ông ơi, nè chùi ra một cái nó dằn khè coi nè. Rồi báo giá cho anh em tiếp theo luôn. Rồi qua lao bên kia đi, để đây tao quay clip đây.
Đồng hồ này bán anh em 4 triệu nha, chuẩn Odo đồng hồ 33.000, đồng hồ là đẹp như tàu, không thể bàn. Kính zin theo xe, kính zin theo xe này nha anh em, cho nên anh em nhìn thấy nó có hơi răng nhẹ nha, chân chim đó, hay gọi là trứng chim đó. Chuẩn Odo đồng hồ là 33.000, như tồn. Cặp kim là mình nói anh em như tồn luôn, đồng hồ tồn chưa chắc gì đẹp bằng nó đâu nha anh em. 4 triệu nha anh em. Xe mình mua mắc anh em thông cảm nha, đồ nó giá nó hơi cao là bình thường anh em ha. Tại vì đồ theo xe thì nó vô giá lắm anh em. Đồ theo xe thì nó vô giá lắm. Đồng hồ là không có bờ cổ nha, bờ cổ mình bán riêng nha anh em. Đó, tại đồ này giá trị cao mong anh em thông cảm ha. Giá trị cao mong anh em thông cảm, chấu bấm kính là còn nguyên hết. Hiếu ơi đâu thử con ốc bờ cổ mở ra luôn coi Hiếu, cái đồng hồ có đắt mấy vậy Hiếu? Để cho anh em ta coi tao biết coi. Trong khi thời gian nó mở ốc bờ cổ ra thì mình sẽ báo giá cho anh em cây ghi đông sọ khỉ nha. Cây ghi đông sọ khỉ này là chuẩn đời 99. Chuẩn đời 99. Thôi bây giờ vậy đi. Tại vì mình cái đồng hồ này giá trị cũng cao, mà cái bờ cổ này bán cũng không có nhiều tiền đâu anh em. Thôi bây giờ mình đồng hồ bán đồng hồ bờ cổ luôn 4 triệu rồi xong. Đó, bờ cổ là bao anh em là chuẩn theo xe đó, mình bao anh em là chuẩn bờ cổ theo xe nha. Gỡ ốc này ra đẹp đẹp nha, full ốc á, bán cho người ta. Đồng hồ này bán 4 triệu nha anh em. Anh em kiếm cái thứ hai không có. Rồi, ra quay cái đát cho anh em ta coi coi. Ôi đồng hồ này chuẩn đát 99 anh em. Ui đồng hồ này đắt 2.000 hay gì, 2.000 hay gì, nó hơi mờ mờ. Ngày 2 tháng 5 năm. Đồng hồ này, đồng hồ này 2.000 này, nó lai đồng hồ 2.000 anh em. Bờ cổ theo xe đó, đồng hồ bờ cổ mình bán anh em là 4 triệu đó. Cái đồng hồ thì như tồn, mình nói thẳng luôn. Ghi đông sọ khỉ, ghi đông sọ khỉ, cây ghi đông sọ khỉ này á là mình bán cho anh em là hai cái gù nè, hai gù nè, là sơn zin nha, sơn zin nha anh em. Con ốc á, là màu nòng súng nè, gù sơn zin, ốc nòng súng mới đúng của theo xe nha anh em. Đó thấy không, nòng súng móc nữa đó. Đó gù sơn zin. Bao tay này là cặp bao tay tồn, bao tay này hình như là new á chứ không phải tồn đâu, new, hàng new, new thái mới, ống ga trắng nè, new thái mới. Cặp này dần 150.000 thôi, không có mắc, rẻ dễ xài đó anh em, nhìn đánh giá nha. Cái ghi đông thì sơn zin không bàn cãi rồi. Rồi miễn bàn luôn ha, xinh lè xinh lét nha anh em, nó hơi móc xíu nha, chung mộc theo xe mà. Cây ghi đông sọ khỉ này á có tán chọt sọ khỉ đầy đủ nha anh em. Cây ghi đông sọ khỉ này mình bán giá luôn bao tay, lấy hàng cho ảnh nè Hiếu, luôn bao tay, luôn gù với gù đối trọng bên trong luôn nè. Cái này mình bán giá là 1.700.000 nha, 1.700.000 là trong đó có tay thắng zin theo xe nè, tay thắng zin theo xe với cùi tay thắng luôn nha anh em, cùi tay thắng luôn nha, cùi tay thắng zin luôn nha. Khỉ thì anh em miễn bàn đi. 1.700.000. Em xin lỗi anh em, nói chung anh em thông cảm, xe mình mua mắc bán giá cao xíu. Cặp cùm công tắc đúng đời 99, cặp cùm hai bên bán 3 triệu. Chuẩn 99 chữ cộm nha. Chuẩn đời 99 chữ cộm nha, mình bán 3 triệu nha anh em. Nút nè, đỏ tươi nha. Đây có mũi tên nha anh em, đây có mũi tên đúng đời 99 đời đầu á, mà có cái mũi tên này nó mất trời, nó mất cái mực ha. Nó mất cái mực. Chữ nghĩa là bao đẹp nha anh em. Chuẩn theo xe nha. Cụm này thì anh em miễn bàn đi. Cụm ta này chữ như tồn rồi. Đó. Cặp cụm này em bán 3 triệu nha, hai bên nha anh em. Bao anh em là chuẩn đời 99. Ghi đông sọ khỉ cùm anh em lấy là 4.500.000 đó, báo giá luôn đó. Ghi đông sọ khỉ cùm anh em lấy 4.500.000, lẻ cái ghi đông này bán 1.700.000 đó. Bao anh em là đẹp, không có bị mất thịt mất dĩ chân, dắt nút đề nút gì là bao anh em là nguyên zin không lỗi. Là ghi đông sọ khỉ cùm là 4.500.000, cặp cùm là 3 triệu.
ghi đông sọ khỉ là 1,7 triệu. Ghi đông sọ khỉ là có cùi tay thắng, tay thắng zin theo xe nha. À, có bao tay thái mới với gù xi zin, cặp gù này quá cọp đó. Đi sao mà chở được, sao mà chở được ken đồ, mày đi phụ đi. Bách nạ với càng 500 nha anh em, đúng đời 99 bao kêu to nha anh em. Cái càng này đúng theo xe nha anh em. Ốc tán vàng ươm, ốc tán là bao anh em, là mộc mạc nguyên thủy nguyên bản theo xe. Thì dẫn ra, dẫn đi, dẫn ra đi, tôi cắt video ngang chút tôi quay tiếp cái gì đâu. Đậu ai vậy? Đây có đâu, có cước không? Có. Lấy 44.000 trả anh ta cái hiếu. Rồi tiếp theo đi anh em ơi, chưa test cây càng cho anh em, test càng luôn nha anh em. Nè càng xin theo xe nha, 500 hai món nha, bách nạ càng nha. Tiếp cây chẳng ba, cây chẳng ba này là em chưa có rửa gì luôn, mới có bật ra luôn. 700 chẳng ba này là 700. Sao không lấy tiền nữa cho người ta? Chẳng ba này 700 nha anh em, chẳng ba này đóng số 99 luôn nè, cho anh em nào thích số 99 đó, 99 anh em ha. Anh em là thích đóng số 99 thì hú em 700. Sân zin bao đẹp. Bao của anh em là ốc tán này rửa ra là màu vàng khè luôn. Đóng bụi, nhớt dơ. Sân zin bao đẹp. 700.000 nha anh em. Tiếp theo nữa nha anh em, cặp phục trước. Trước này đúng 99 nha nè, đúng đời 99 nha. Ti thì miễn bàn, cặp ti là miễn bàn nha nè. Trước này cặp ti thì miễn bàn, bao cọp. Cặp phục trước này bây giờ mình quay cho anh em coi trước nè. Trước này mình báo giá anh em luôn nha, 3,5 triệu nha. Đúng đời 99, đúng 99, HM6 KET90L, mình bán 3,5 triệu nha. Sơn zin nha, sơn zin gia cốc nha. Đúng đời 99 mình bán 3,5 triệu nha này. 3,5 triệu. Ti miễn bàn. Cặp này là mình bán 3,5 triệu nha nè. Cặp ti là miễn bàn. Bao nhún nhảy không xì không sượng. Chung tiền nào của nấy nha anh em. Tầm này là hiếm lắm anh em à, phục đùm 99 cỡ này là rất hiếm, không có dễ kiếm đâu. Mình nói thẳng luôn. HM7. HM6, HM7 anh em, đúng đời 99 đó, thấy không? 99 là thấy không? Đó. Cặp phục trước này bán 3,5 triệu nha anh em. Anh em có xài liên hệ em ha. Rồi, phục trước xong rồi bây giờ mình tiếp thị với anh em tiếp theo tới bên đây đi. Bên đây thì cần thắng, cần số này mình bán 3,000,000, cần số này mình bán 3,000,000 nha. Cần số quay thái 110 đời 99 gai to. Gai phải nói đẹp như tồn luôn. Cây này 3,000,000 anh em. Nước si thì miễn bàn anh em à. Trời ơi, tí nữa mình quay cho anh em coi nè. Cây cần số của người ta ngay băng anh em thấy không?
mà chỗ này nó chưa có bị mất xi luôn nè. Chỗ này là chỗ hay đạp bằng đạp lên nè, đầu tròn là bao anh em không có miếng mòn là gì nha. Đó, bao anh em không có mòn, tiền nào của nấy nha anh em. Con ốc là bao anh em là vàng đẹp số 8 nha, bao anh em con ốc vàng đẹp nha. Cây cần số này bán 3 triệu ha, nước xi thì miễn bàn, tiền nào của nấy thôi anh em ơi. Đó. Dắt xe, xác xe ra thì dắt chứ rồi đi, tôi cắt video ngang luôn. Rồi dạ em xin tiếp tục anh em ơi, tại trời cũng muốn sập sập rồi. Để mình tranh thủ mình quay clip anh em ha. Thì mình có báo cái phần đầu này rồi đó, ghi đông sọ khỉ cùm chẳng ba đồng hồ, mấy cái đồng hồ khét nghẹt, đồng hồ này anh em nội chơi xe dọn cọp cọp vô được 33.000. Mình nói anh em nè, 50.000 đi chăng nữa, có những cái 50 hồ đồng hồ nó bằng 50-70.000 mà nó vẫn cọp nghe anh em, tại vì xe đậu trong mát á. Mà nhiều anh em thì thích ô đô thấp hơn, đồng hồ này không tua nha, chuẩn đó. Cầm thì mình bán 3 triệu, đi đông sọ khỉ 1.7 triệu, đi đông sọ khỉ cầm luôn 4.5 triệu, chẳng 3.700, đóng số 99, cục trước 3.5 triệu. Đó, cần số này 3 triệu anh em, cần số thì nó như tồn thôi, đẹp như tồn. Mình nói anh em cái đầu tròn không mòn á, và kể cả phần này nó không mất xi luôn nè, không cong không gì luôn á. Con ốc số 8 này nó còn vàng khè luôn anh em thấy không. Rồi tiếp theo nữa là có gác máy 2 tầng và chống nghiêng. Chống nghiêng này là chống nghiêng theo xe, chữ V nó bự chà bá anh em xem thấy không. Ốc nè còn màu vàng, lò xo là còn màu vàng, lò xo móc ngược đúng 110 nha. Chống nghiêng là bao anh em là không có mòn đế nha. Đó, gác máy 2 tầng với chống nghiêng là mình bán cho anh em là dưới giá là 1.5 triệu nha. Là mình bao anh em sơn zin, gác máy 2 tầng sơn zin đẹp luôn á. Ngay thẳng không công quên nha anh em, mình bao ngay cho anh em nha. Tại xe cọp, xe trên 100 triệu mà không phải xe rẻ tiền đâu. Cần thắng mình bán giá là 1.5 triệu nha anh em. Cần thắng mình bán giá giá 1.5 triệu. Trời ơi anh em, cần thắng này anh em vô xe cả 100 triệu ngoài á. Tại bán chất con xe này nó đã trên 100 rồi. 99 gai to tràn viền nè, cái mép nó rất là mỏng, môi rất là mỏng anh em, theo xe môi nó mỏng á, còn hàng new thì cái môi nó dày thêm chút xíu nữa. Đó, gai đẹp như tồn á, nói chung là như gai mít anh em à, 1.5 triệu nha anh em. Xi đẹp, dạ dưới nó có trầy anh em, theo xe dạ dưới nó có trầy nhưng mà nó trầy ít, đẹp lắm, có chữ S nè anh em, đúng 99 nó có chữ S nè, thấy không? Có trầy mình trầy ít, trầy cái chỗ đó không ha, còn nhiêu là bao anh em xi đẹp nha. Còn cây gắt máy mình bao anh em nha, rửa ra sơn zin đẹp nha. Rồi tiếp theo nữa ha anh em ha, anh giao hàng cho em. Tiếp theo nữa ha, giò đập máy ha, 500.000, kit starter, đầu tròn là không có bị mòn gì nha anh em. Mình con xe này hoàn toàn em chưa có rửa gì hết, tháo áo ra sao là quay như vậy luôn, tại nó đẹp rồi quay rửa làm gì. Còn ốc số 8 là anh em coi nè, còn vàng cháy 500 ha, hai mo giò đập máy ốc luôn 500, mình bao anh em là không có trầy gì nha anh em, không có trầy gì nha, 1k luôn nha anh em, đúng là đầu luôn nha, 500 trên phe gài là chưa ra tan xét luôn. Cơ thì miễn bàn đi anh em ha, người ta đậu lâu quá không có chích nhớt vô đó. Gác máy 2 tầng với lại có thun thì thun thái mới nha, thun cao su thì thái mới nha. Gác máy 2 tầng với chống nghiêng 1.5 triệu nha, thun thái mới. Tiếp theo nó cặp gác chân ngắn anh em. Ôi nãy giờ quên báo giá cho anh em bộ đèn, thôi tí nó báo giá đèn yên cản rồi sao đi. Cặp gác chân ngắn này bán cho anh em giá là 500.000 nha. 500.000 là ốc tán thun con bách sắt đầy đủ luôn ha, 500. Là bao anh em lỗ không có quịch gì nha. Cứ ngắt à, lỗ tròn do không có quịch tới quịch lui chân. Chỉ có cao su rồi lâu năm nó bị thun lại thôi, cao su này theo xe nè. Lỗi sắt theo xe. Đó, 500 ha. Hai bên. Hai bên ốc tán đẹp hết anh em, 500.000, tiền nào của nấy quý anh em ơi, theo xe 500 nha anh em. Bao anh em là lỗ không quịch nha, cái lỗ cứng nhắc tròn do luôn á, dính nhớt giờ. Còn cái xe này đồ thì nó cọp rồi, miễn bàn. Rồi, anh em nào chốt cục máy với bộ giấy thì cục máy với bộ giấy này luôn á, thì mình bán máy giấy 40, máy giấy 40 triệu. Sườn thì anh em nhìn thì anh em hiểu rồi, khỏi miễn bàn đi, máy
ốc đầu nó vàng như vàng 18 chất ron, không có gì để diễn tả được. Cục máy này nắp lửa sơn xin, máy với con chuột chỉ có nổ đây nhẹ thôi. Cho anh em coi lửa, dướng cái bánh thì chứ cái chỗ cao chỗ thấp tất mình thì chứ. Lu chiếc xe lên xíu, nó khó làm. Lửa thì đẹp, mà nói thế anh em lửa đẹp như mới. Qua nó gì trời, nó qua cái lụa nữa bà mẹ. Em thấy không, lụa như mới luôn, lửa lụa như mới luôn, lửa lụa như mới luôn. Đó. Cục máy đúng đời 99. Đó. Máy không thể tưởng tượng được. Nắp tròn này keo. Trời ơi, nước nhôm. Ốc. Anh em có thể thấy. Máy giấy 40 nha anh em. Cục máy bộ giấy 40 triệu. Anh em mình chơi những cái này máy bích thì miễn bàn. Rồi. Yếm tem tiếng Anh 2 triệu. Như toàn luôn. Chấu móc 100%, đúng đời 99 siêu hiếm nha, dòng này nhập Indo ha. Đúng đời 99 tem zin theo xe nha, tem tiếng Anh nha. Cửa ổ khóa vẫn còn luôn nha anh em. Chấu móc 100%, không nứt không bể không lỗi. Miếng yếm này bán 2 triệu nha anh em, kinh khủng đẹp luôn. Cửa là 100% còn đủ luôn nha, cửa còn đủ 100%. Yếm 99 nè theo xe. Đấy không, yếm này em bán 2 triệu nha anh em, tem tiếng Anh cực kỳ hiếm nha, 2 triệu. Anh em có xài hú em nha. Tiếp theo nữa là cặp phục sau. Phục sau xe này em bán giá là 1 triệu. Cặp phục sau xe này mình nói anh em luôn nè, cặp phục đó lúc trước á là cặp phục này ti, nó là ti zin luôn, ti zin luôn chứ không phải ti ti vô. Nhưng mà về chủ xe người ta không thích, người ta lên ti 10 ly nè, cái ti nó bự nè anh em thấy không, ti 10 ly nè. Cặp phuộc này tuy là nó có vô ti 10 ly nhưng mà mình nói với anh em cặp phuộc này mình bán giá cao, mình bán 1,5 triệu. Nguyên nhân tại sao cặp phuộc này nó đẹp như tồn luôn, nó đẹp như tồn luôn. Cái ống xi anh em nhìn nè, đây mình quay ban ngày nha, không có một miếng rơm xi luôn, lò xo là chưa có mòn chưa có liếm gì luôn. Chân thì anh em nhìn chân keo đó nè, mình bán 1,5 triệu nha, vô ti 10 ly sẵn rồi nha anh em. Phuộc này anh em vô xe cọp được luôn á. Sớm nè, thấy không, mình bán cặp phuộc này 1,5 triệu nha anh em. Sao nè, bao anh em nhúng không xì không sượng, miễn bàn nha, nói gì độ đẹp thì miễn bàn, bao cứng cho anh em chở hai đó, không bị sàn đít, tại vô ti 10 ly đâu có sàn đít đâu đó. Nước xi thì mình nói anh em khủng luôn á, em bán 1,5 triệu nha anh em. Chân keo thì thối tiền, cặp này thì chỉ thua có mà thua mỗi phục tồn thôi. Mình nói thẳng luôn, cặp ti zin của nó còn luôn á, nhưng mà người ta quên đưa cho mình thôi. Thôi lỡ rồi mình bán luôn, mất công gửi tới gửi lui. Đó, anh em nhìn, đánh giá. Nghe anh em.
cặp phuộc này mình giao cho anh em là mình giao cặp phuộc này cho anh em là dưới giá là 1,5 triệu nha. Cặp phuộc này ti zin, nếu mà ti zin để vô đây còn lại là mình bán cặp phuộc này từ giá là 2,5 triệu nha anh em, xuất sắc luôn. Tiếp theo nữa là cái bộ đèn đi, mình báo giá cho anh em luôn. Bộ đèn trước sau đúng đời 99. Bộ đèn này mình bán giá là 4,5 triệu. Kinh khủng thiệt. Bóng zin theo xe là trắng tươi luôn. Mình nói anh em không có gì mà để tả bộ đèn nó đẹp. Nhan là trong veo không răng không gì, không trầy luôn. 4,5 triệu nha anh em. Là có chui luôn á nha anh em, có chui luôn nha. Full bộ, còn anh em mua lẻ báo em báo giá lẻ cho. Nè, người ta có chích silicon nhưng mà chấu zin toàn tập 100% nha. Không nứt bể luôn nè nha anh em. Chấu zin 100%. Chui đẹp. Miễn bàn ha. Bộ đèn thì bao gồm bóng zin theo xe là còn trắng tươi luôn anh em thấy không, chưa có mà dấu hiệu mà đen gì luôn. Chó nè, cặp xi nhan là miễn bàn như tồn luôn. Chó, nếu anh em mua lẻ cặp xi nhan này á, mình bán cặp xi nhan này là giá 500.000 nha. Nếu anh em mua lẻ cái chó này á, mình bán cái chó này là 3 triệu nha. Chó bóng 3 triệu đó. Còn anh em mua lẻ cái đuôi đèn lái này á, mình chưa rửa luôn nè, thấy không, chữ nghĩa là còn nguyên dạng luôn, thấy không, ốc tán đồ đẹp hết trơn. Chui, những cái chui là bao anh em là đẹp hết ha. Đó, chưa có rửa gì cả, nguyên bản mộc mạc. Đèn lái thì miễn bàn, không một vết trầy ha. Cây đèn lái, anh em nào mua cái đèn lái này á, mình bán cây đèn lái này á là giá là 700.000 nha. Tiền nào của nấy anh em ha. Mình mua xe cao thì mong anh em thông cảm. Bao anh em là cực đẹp. Còn cái đuôi biển số đúng đời 99 nè, đuôi biển số này anh em nào lấy là giá bán cho anh em là giá là 700.000 nha. Cái này thì một nốt nhạt, nhưng mà quan trọng là cái đuôi này rất là đẹp nha. Theo xe là phơm miễn bàn. Đúng đời 99 theo xe nha anh em. Bán anh em 600.000 đuôi biển số này đi. Thì anh em lấy đuôi biển số với đèn lái luôn á thì mình tính cho anh em là giá là 1,2 triệu thôi. Đuôi biển số đèn lái luôn 1,2 triệu. Chung xe này quay lên mất nhiều anh em cũng không biết, anh em cũng trách móc rồi nọ nữa thôi. Chuyện mình làm mình biết đúng 99 đó anh em. Thấy không? Giờ mình làm biến trình bày nó mất công, mệt. Full bộ đèn 4,5 triệu nha anh em. Anh em nào thiện chí mình sẽ bán anh em là full bộ đèn, đưa cho anh em luôn đuôi biển số luôn là 4,5 triệu, bao gồm chó, bóng, chui, nhan, lái, đuôi biển số luôn 4,5 triệu. Tiếp theo cây cản, cây cản 99 này mình bán 2 triệu nha. Chưa đóng hòm luôn ha, chưa đóng hòm mồ hôi luôn. Bao đẹp, ngay thẳng, ngay băng nè, thấy không? Không cong, không nghe, không quẹo. Đúng theo xe nè, theo xe bản này nó dày lắm. Bản này chỗ này nè, khúc này nó dày lắm, mềm dẻo. Cái cản này bán 2 triệu nha. Bao anh em là đẹp. Ở đây có trầy nhẹ chút xíu xíu nha anh em. Chung theo xe tầm này là đẳng cấp lắm rồi. Cản này mình bán 2 triệu nha, đúng cản 99. Anh em ưng bụng thì tháo thôi. Anh em xài hú mình, đúng cản quay thái 110, không phải cản alpha nha. Không có mà hột gì hết trơn, không chấm gì nha. Tiếp theo nữa là cái yên. Yên 99 da zin theo xe. Thì anh em hiểu rồi ha. Sách hướng sách giáo khoa hướng dẫn sử dụng. Vít KTC zin theo xe. Da rin theo xe, đế rin, mút rin. Vít ATC. Yên đúng yên 99. Yên tháng 11 năm 99. Yên đúng yên quay thái 110. KFL 8500. KFL 8500. Yên tháng 11 năm 99. Đó. Yên này
đúng yên 99 da da zin. Da zin theo xe. Yên này mình bán cho anh em 10 triệu nha. Anh em mà biết chơi hú mình. Mình bán 10 triệu cái yên này nha. Cái yên này á có bấm lại đây một đinh nè, hai đinh, ba đinh, bốn đinh. Bấm lại bốn đinh, còn như là đinh zin toàn tập. Không bấm 4 đinh đó yên này từ giá 13 triệu. Không bấm 4 cái đinh đó yên này từ giá 13 triệu nha. Yên là mình bán theo là dít nè, sách đầy đủ luôn nha. 10 triệu. Không bấm 4 cái đinh đó yên này 13 triệu nha. Form thì anh em coi đánh giá nè. Đó, form yên anh em coi thử đánh giá, yên đúng yên 99. Không có gì để bàn cãi. Da là còn mềm mèo nha, không cứng nha. Form miễn bàn. Da zin theo xe, yên này 10 triệu. Thùng xăng lớn với bát yên này là 2 triệu. Thùng xăng lớn đúng đời 99. 99 nè. Đúng đời 99, sơn zin. Bát yên luôn, bát yên ba lỗ nha. Yên là không có bát yên nha, cái yên là cái yên không, không có cái bát yên này nha. Đó để mất công anh em mình lu bu. Cái yên là cái yên không, không có bát yên. Bát yên là dính theo thùng xăng. Thùng xăng với bát yên luôn là 2 triệu. Đó báo giá cho rõ. Sơn zin không qua giảm tốt. Nắp xăng là vàng khè. Thanh ngang trắng tươi không cong nha. Bát yên thì anh em có miễn có bàn đi. Đúng chuẩn nòng súng. Không yếu, không mòn, không gì cả. Đó, chơi thì hú em. Thùng xăng bắt yên 2 triệu đúng đời 99. Ốc không có cho anh em được, ốc nó bán theo bộ ốc rồi. Học bình, học đồ nghề lường nước 500 full 99. Còn bộ đồ nghề này anh em nào chơi thì bán anh em bộ đồ nghề nè. Bộ đồ nghề thì bán bộ đồ nghề theo xe. Bộ đồ nghề theo xe này thì anh em nào lấy thì giao anh em 500.000. ATC. Đó. Bộ đồ nghề theo xe này anh em nào bán lấy thì giao anh em 500 thôi. Đóng ở trong này nè. Đó, 500.000. Bỏ cái học đồ nghề cho nó đẹp. Học bình, học đồ nghề lượng nước 3 món 500.000. Full đắt 99. Tháng 7 năm 99. Thôi, miễn có bàn đi anh em ơi. Mấy cái xe này mà làm gì có cái chuyện lỗi được. Xe mình mua 100 mấy đâu phải xe mua vài chục triệu đâu. Tem zin nè, có dán keo luôn, kỹ có dán keo luôn nè. 3 món 500, học bình, học đồ nghề, lượng nước 500.000. Tiếp theo nữa là tới cây bô. Bô đích si 1985 zin theo xe. Cái cổ nó tí nữa anh em coi là anh em đi không nổi á. Cái cổ nó vàng tới trên đầu luôn á. Cái bô này bán 12 triệu nha anh em. Bô này 12 triệu. Đích không cắn mớp nha. Đó. Anh em kiếm bô đích si không cắn mớp nó mới khó. Đó. Đích không cắn mớp, tiêu dài ra tới ngoài này luôn nha. Đó. Nước si là bao sáng, bao đẹp. Tiết 341-1985 NF110 Honda. Bao không một lũng, không cắn mớp, không gì cả. Đúng đời 99. Dạ dữ ít chạy luôn. Đó. 12 triệu cái cổ là như tồn á. Cổ rượu nó trời ơi nó bảy màu lên tới đây là cổ zin nha mấy anh. Cổ zin nha chứ không phải là cổ rớt nha. Cổ là lên tới trên đây luôn nè. Cổ zin nha. Bảy màu luôn thấy không? Chút nữa test tiếng bô cho anh em nghe. Nước si thì miễn bàn. Chưa rửa, chưa qua chùi, chưa qua gì hết. Đó, mình bung áo là mình chơi à.
xe chất xe mộc mà chùi làm gì, tiếp báo 1985 không một lũng, không cắn móp gì hết, bao đẹp 12 triệu đó, bao anh em luôn, zin tới cổ đó, zin tới cổ, vĩ zin theo xe luôn, 12 triệu, chút nó test tiếng bô cho anh em nghe. Đó. Gấp cạc te 6 triệu, đúng đời 99. Cả mấy chiếc xe này mới đúng sướng tay. Cỡ này vô xe được chưa? Đó. Này là dính nhớt nha. Giờ nghe anh em. Đúng rồi, 99 tem tiếng Anh luôn, nó trùng với miếng yếm á. Nè, miếng yếm tem tiếng Anh nè. Thì nó phải tem tiếng Anh thôi. 6 triệu. Đúng rồi, 99. Sân zin cọp. Đúng tem zin theo xe, không đúng 1 lần 10. Kể cả cái gấp, kể cả những cái chỗ này còn ít trầy nữa, anh em nghĩ đi. Đó. Cặp te đúng đời 99 nha. Cũng điện bự chà bá nè anh, nè thấy không? Không một lũng, không cắn móp, không dặm tốt gì cả. Đất sình nha anh em, đất sình. Chứ có một lũng gì nha, bao. Đất sình, thấy không? Không cắn móp, không một lũng gì nha nè. Cái gấp có đống đá 99 đây nè. Gấp đây có đống đá 99 nè. Đây nè, có đống số 99. Tem gấp zin theo xe. Cho trong này là chưa mất sơn luôn nha. Sơn zin đó nha. Cặp te là bên trong là bao không trầy. Bao không trầy. Gấp cặp te là bán 6 triệu. Cặp bánh này bán 12 triệu ha. Cặp bánh 99 căm đùm niền theo xe trùng trùng mã luôn. Căm đùm niền theo xe trùng mã hết ha. Cặp bánh này bán 12 triệu. Đúng đời 99 căm đùm niền theo xe trùng mã. Siêu hiếm nha. Rã một chục xe, 20 xe chưa chắc có được cặp bánh. Trời ơi trời. Ủa mà gãy bát cái là chết liền á. Thôi nè, không sao. Anh em có xài gì hú. Cầm là bao anh em cọp đó nha. Tại mình quay góc ngược sáng, mình quay cái má cho anh em coi trước nè. Má đùm là sơn zin là miễn bàn đi. Nói thẳng luôn cho nó nét. Nhìn em cố gắng nhìn giúp em. Đầu câm là còn vàng khè luôn nha anh em. Cỡ này đi không nổi đâu. Nói chung là anh em ở ngoài thấy câm này anh em đi không nổi đâu. Câm ở ngoài đẹp hơn trong hình. Đùm sơn zin nè, đùm 99 sơn zin nè. Miễn bàn. Người ta kỹ đến nỗi mà người ta nhém mỡ bò vô đây luôn là anh em biết cỡ nào là còn mỡ bò nè. Nè. Niền là trùng mã trước sau cặp theo xe. Siam Goshi 17 nhân 1.2.4 LBS. LB mã siêu hiếm luôn. Chân dòi nè. Cặp nè nè. Trời ơi. 12 triệu nha anh em. Xe này nói chung là anh em thầy thợ thông cảm. Tại mua xe tiền trăm bắt buộc nó phải mắc. Mà mình nói thẳng cặp bánh này mình đăng lên là trúng hốt ngay chứ khỏi nói nhiều. Dân chơi nhìn là biết đồ là trúng hốt, sơn zin đẹp là không lỗi luôn. Căm lùm niền là bao anh em đó. Niền mà mở bò kiểu này kiếm miếng mục cũng không có nữa, mình xin uy tín mình hứa luôn. 12 triệu ha.
Má đùm sau là chuẩn má chín chín luôn nè. Lỗ thoát nước là chưa thấy có nổ gì luôn nè anh em. Thấy không? Chưa nổ lỗ thoát nước luôn nè nha. Đó. Má là chuẩn má chín chín theo xe. Chuẩn má chín chín theo xe cựa ngắn. Đó. Câm thì đẹp miễn bàn đi anh em ơi. Anh em thấy vậy nha, tại vì nó hơi ngược sáng xíu anh em thông cảm. Tối rồi. Nè. Câm nó anh em nhìn đây. Niền là mình bao anh em nè, mỡ bò người ta quét nè, vàng vàng nè thấy không? Chùi nè. Mỡ bò không nè, thấy không? Bánh nó 12 triệu vỏ Inu Thái mới. Vỏ này IRC Inu Thái mới. Cặp vỏ ruột thì không có triệu bạc rồi. Kiến. Đây không có nổ sơn nha. Sơn zin không có dặm tốt nha. Ừ. Niền nè, ăn LB trước LB xong LB đúp nè. LBS LB đúp nè. Si âm Gucci 17 nhân 1.4.4 LB đúp. Ừ. 2022, vỏ trước sau 2022 hết, gai còn đầy mịt. Nè, chân dòi nằm lúc ở đây nè, còn mới tới cái ấy sau nha. Ừ. Đúng rồi, 99 cặp bánh này 12 triệu ha. Đó. Thì video này á, nó hơi dài. Mong anh em thông cảm, tại vì mình mua xe mắc tiền, mình phải quay thật là kỹ. Full vàng điện sườn này á, thì mình bán giá là 2 triệu rưỡi. Ừ. IC, mobin, chớp, sạc, gle đầy đủ. Không có đứt nối gì đâu, toàn là 9 chấm không à. 9.6 nè, 9.7 nè, đúng như một chiếc xe của nó là như vậy đó. Đó. Mô pin cũng chín chín luôn. Điện sườn thì không có lỗi gì đâu. Bao đẹp ha anh em ha. Đợi em xíu nha anh em. Rồi ok anh em, thì trời cũng sập tối rồi. Thì bắt đầu video này thì em tiến hành test máy. Và test máy xong thì em sẽ ngắt ngang video và em sẽ tiến hành. Anh em nhìn mặt trong cái bô là như cái kiếm luôn á. Bô này cọp lắm. Gắp có đóng đá chín chín đàng hoàng nha anh em. Mình bán hàng là mình nói chính xác rõ ràng nha, không có nói điêu nha. Bao anh em gấp có đóng đá 99 đó. Đó, giá cả mình báo trực tiếp trên video hết trơn rồi. Anh em có xem được thì liên hệ với mình nha. Có mua được món nào cứ báo mình ha. Đồ đạc mình báo trực tiếp trên video hết rồi. Thì bây giờ hôm nay mình có về được một lô niền tồn. Đó nè, anh em có nhu cầu xài niền tồn thú mình. 99 trùng mã có, 2000 trùng mã có luôn, thắng đùm thắng đĩa có đủ. Đó, anh em có xài thú niền tồn. Ừ. Đây mình đam mê dòng quay Thái 110 lắm. Nhà mình thì hôm nay ba mẹ mình dưới quê lên chơi thì vợ con của mình cùng đi chơi hết rồi. Mình đang quay clip với anh em cho nên là quản việc đi chơi lại luôn. Bởi vì anh em thấy không, đôi khi vô công việc á nó làm mình không có thời gian cho gia đình. Đó. Giờ mình tiến hành mình test tiếng bô cho anh em nha. Và anh em nghe cái chất máy rồi mình đánh giá luôn nha anh em nha. Anh em có xài gì ủng hộ em. Chung thì đầu 110 này mình nói thẳng ra giờ không biết làm sao gọi là mắc, sao lại gọi là rẻ nữa anh em. Tại vì giá cả nó khó nói. Đó, mình mở chìa khóa lên nè. Tắt máy cho anh em ha. Đang no anh em ha. Đồng hồ, trời ơi cái đồng hồ. Đồng hồ bỏ cổ 4 triệu nha anh em. Đối với mình test máy là phải test cỡ đó anh em, chứ không có test kiểu một nha, phải dặn luôn. Cái bô này nổ miễn bàn anh em khỏi lo. Tiếng máy nó lực cực kỳ luôn.
anh em nghe phần anh em nghe nè, ốc đầu nè thấy không, full máy luôn, bộ giấy luôn. Còn cái cà nông thì anh em đừng có nói tới, xe 100 mấy triệu mà miễn bàn đó, full máy full bộ giấy, full máy với bộ giấy là bình xăng con Carbuoe đầy đủ 40. Cục máy này mình nói thẳng anh em lên xe mà anh em chạy không phê á, cắt cái đầu mình, chỉ có duy nhất anh em về xử lý cái này giùm em. Cục đề này đang khô mở đít, anh em về giật ra, tại đề này nó chưa thay thang, nó chưa vô mở đít luôn nguyên zin, anh em về giật ra vô mở đít miếng lị phân phát. Đó, nè. Nó hơi kêu đít nhẹ nha anh em, nó thấy không? Nó. Đó, nó hơi kêu đít nhẹ anh em thấy không? Đó, nó kêu đít nhẹ nha, anh em về mở ra vô mở đít là ngon lành liền. Cục đề thì anh em nhìn nè. Trắng bóc. Mình nói anh em ganti tắt máy thôi. Nhiều anh em thấy mình rã những con xe đẹp, anh em hỏi ủa sao mà không để nguyên con bán mà rã. Nói anh em nguyên con 100 mấy chục triệu, thời điểm này anh em ai bỏ ra 100 mấy chục triệu mua con xe này. Ta mua xe ta cũng thương thảo vợ con ta chứ không lẽ giờ bản thân quyết định lên được nha anh em. Đó, giờ mình sẽ bật led lên mình cho anh em coi những điểm mù mà nãy giờ mình quay thiếu sót, rồi mình sẽ tổng hợp lại cho anh em nha. Đó, máy thì anh em nghe nè, chưa thay sơn cam, đầu không giả chân gích, nước nhôm miễn bàn, chỉ có tiếng bánh xe lồng như một cái xe điện, nồi cực kỳ nha, lửa kéo lụa đó. Rồi mình tắt video, mình sẽ quay bật led quay lại một số điểm mù cho anh em coi nha anh em nha. Rồi thì trong con xe nó có một số điểm mù anh em mình khó nhìn, thì bây giờ em sẽ bật led lên quay cho anh em coi cho nó rõ ràng ha, để mất công anh em mình lưu bu. Nè, ghi đông sao khỉ là vàng cháy nè anh em thấy không? Đó, ghi đông sao khỉ là anh em thấy vàng cháy không? Thì cây ghi đông sao khỉ này em có báo anh em rồi ha, nếu anh em mua lẻ ghi đông sao khỉ là 1,7 triệu, bao tay là thái mới, gù là sơn zin, ốc là theo xe xanh lè, có cùi tay thắng, có tay thắng zin theo xe đó. Còn cặp cùm này thì em bán giá là 3 triệu đó, thì anh em mua ghi đông sọ khỉ cùm luôn 4,5 triệu đó. Rồi tiếp theo là những điểm mù như sau, những điểm mù như là chẳng ba đi, chẳng ba nó có đóng đất, nó có đóng số 99 nè anh em thấy rõ không ạ? Không rõ, nó qua đây mới thấy nè. Đây cây chẳng ba nó có đóng số 99 nè anh em thấy không? Số 99 anh em nào thích thì chơi thôi, chẳng ba sơn zin đẹp bán 700 đó. Rồi sẵn cho anh em coi từng cái chất máy, hốc máy đâu, bách lồng thì nó vàng anh em nhìn xem, hốc số 8 thì nó vàng cháy luôn thấy không? Đầu thì đầu ET3 anh em ha, ốc đầu là mình bao anh em là vàng khè luôn nha, thấy không? Nắp cò số 8 đó. Bình xăng con này đúng đời 99 đó, mô bin tẩu buri, mô bin chữ to này đúng đời 99 rồi. Mình coi tẩu buri cọp không, cọp miễn bàn luôn anh em ơi, đầu thun mềm xèo phé gài còn luôn. Anh em mua lẻ cái gì thì cứ báo em báo giá thì được, anh em mình mua thôi, thuận mua vừa bán mà. Cụ đề anh em chưa thấy tem đẹp, anh em nhìn xem cái chất đó ha. Anh em mua cái gì thì hú mình, đầu mình bao anh em được cực kỳ nha, mới gọi là đỉnh luôn, đỉnh đó. Chất máy miễn bàn anh em ha. Còn anh này đó, máy với bộ giấy thì mình giao cho anh em là 40 triệu. Ôi bắt lòng anh em coi đó, lòng chữ nhỏ 99 ha, ron rồi đúng không, ron cực kỳ luôn, không có gì để diễn tả được, keo còn trắng tươi, ốc nè trắng phiếu nè em ha, treo lọc xăng sườn 99 nha nè, sườn 99A đây, 99A. Sườn sơn zin nó miễn bàn, cái sườn sơn zin nó đen thùi à, không có gì để tả đó. Còn mấy cái này là dơ bụi lâu năm đó, vậy anh em mình rửa ra phụ em đó. Không có gì để diễn tả đâu, cái sườn này chỉ có nước chơi, tới đây mà còn đen là anh em biết cỡ nào rồi đó. Cái sườn này không có gì để diễn tả đâu. Bộ sườn lóc giấy này anh em bộ sườn lóc giấy này anh em mua lẻ em bán luôn nha, 8 triệu ha. Sườn lốc giấy này mình bán 8 triệu. Cà nông thì anh em đừng có bàn cãi tới, mình bao anh em là cà nông cọp nha, không mỏng không yếu gì đâu nha anh em.
dày cui nha, miệng dày cui không mỏng không yếu gì đâu nha. Đó, hai nách sườn nè, những cái điểm mù bắt buộc mình phải quay led anh em mới thấy. Hai nách sườn là đang thùi lùi luôn nha anh em nha. Đó. Đó. Như cặp te rồi nãy anh em coi cũng chưa kỹ, bên nén này mình cũng phải quay lại cho anh em coi đàng hoàng nha. Nè, sơn zin nè, ốc cặp te là số 10 anh em nhìn nè. Gấp cặp te mình bán 6 triệu nha anh em. Đó, ốc cặp te anh em nhìn nó thối tiền không? Bạc to đúng đời 99 ha, tem zin theo xe nha anh em. Rất đẹp anh em à. Ốc chân nè. Bấm điện to nè anh em thấy không? Bấm điện to đùng nè. Nè, bấm điện to đùng nè. Không cấn, không móp, không mục, không lủng gì nha. Gấp cặp tem bán anh em 6 triệu ha. Và dưới nè. Tem tiếng Anh nha anh em, đời này tem tiếng Anh nha. Chung là đẹp lắm, cọp lắm anh em ơi. Còn dài dưới cái cặp te nè, mình mua bán minh bạch rõ ràng nha. Không có che che giấu giấu mờ mờ ảo ảo nha anh em. Mình mua bán không có lu bu nào giờ rồi. Đó, có sao nói vậy, được thì chơi cũng được thôi. Đây đó mấy công, nhiều anh em nói là làm bậy bạ không có nha. Nè, đất cái bụi nó bám nha. Nè, không có một, không có lủng gì hết nha, thấy không? Đó, bao gấp cặp te này em bán 6 triệu, nói chung cái hình khi anh em lên xe để xa lên là có 4 ốc cặp te nha, vô xe tầm khoảng cả trăm. Còn cái gấp này có đúng đóng đách, đúng 99 mình nói có là có nha, chứ không phải mình nói bằng miệng nha. Đó, đúng đóng số 99 nha. Đây nè. Nè, có số 99 nè, thấy không? Hơi khó xíu mà anh em cố gắng nhìn giúp em nha. Có đóng số 99 đó. Mình mua bán đàng hoàng nha anh em, không có chơi kiểu ma ma phật phật nha. Còn mình nói với anh em đùm câm này mà không cọp mình khứa một cổ luôn, thiệt. Bánh này là miễn bàn 12 triệu ha. Đùm bạc tất cả trăm đùm niền theo xe sơn zin vỏ đách 2022 một cặp. Đó. Giá cả mình cũng báo hết rồi. Áo mình cũng bán ta rồi cho nên mình khỏi báo. Áo là bẩn ngoài không mất gốc luôn á. Đó. Bẩn ngoài là không mất gốc luôn á. Chứ không phải giờ dễ kiếm bộ áo vậy đâu nha anh em. Đó. Tem zin sơn zin. Kiếm này thì miễn bàn như tồn. Rồi nha anh em, vậy nha. Anh em cần cái gì hú mình. Đồng hồ nè. Mình nói thẳng luôn, đồng hồ tồn. Như tồn luôn. Dây ga, dây e, dây thắng, dây km, 4 sợi dây, bán 1 triệu. Tất cả là zin theo xe. Không zin, 1 đền 10. Đúng theo xe hết. 1 triệu. Cuộc trước 3 triệu rưỡi. Bạc to nè, có ánh led cho bạc nó lên, cực kỳ không? Có ánh led cho nó dội, nó gọi lên bạc, lội lên bạc. Quê lắm. Siêu cọp. Rồi, anh em cần gì hú em chào anh em nha. Yên 10 triệu. Cản 2 triệu. Đó, xe em báo giá hết rồi nha anh em. Chào anh em nha, sắp tới còn con nữa. Vậy nha anh em nha.